Xin chào các em, ngày hôm nay chúng ta đến với tiết học là xác suất và các quy tắc tính xác suất. Xác suất thì ở trong nhiều năm trở lại đây, những cái bài thi vào đại học trước đây và bây giờ gọi là kỳ thi trung học phổ thông quốc gia thì phần xác suất thường chiếm khoảng độ 0,5 điểm với những bài toán không quá khó khăn. Và để giải quyết được nó thì việc chúng ta nắm vững vàng về kiến thức cũng như là những cái bài tập minh họa là rất quan trọng. Chúng ta bắt đầu phần 1 La Mã. Một La Mã. Một số khái niệm. Thứ nhất là phép thử ngẫu nhiên. Phép thử ngẫu nhiên. Phép thử ngẫu nhiên được định nghĩa là một phép thử mà chúng ta không thể biết được kết quả của phép thử đó, mặc dù đã biết được tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra. Phép thử ngẫu nhiên là một phép thử mà ta không đoán được kết quả của phép thử đó. Từ đó, mặc dù đã biết tập hợp các khả năng xảy ra. Ví dụ chúng ta có một con xúc xắc chúng ta tung lên. Xúc xắc có 6 chấm, cái 6 mặt chấm. Thì trong cái phép thử là gieo cái con xúc xắc lên để nó rơi xuống. Chúng ta không biết là cái phép thử lúc đó là mặt mấy chấm xuất hiện. Mặc dù ta biết chắc chắn rằng là chỉ có thể xảy ra một trong 6 mặt, 1 chấm, 2 chấm, 3 chấm, 4 chấm, 5 chấm hoặc là 6 chấm. Thì cái này gọi là phép thử ngẫu nhiên. Cái thứ hai là không gian mẫu. Không gian mẫu. Không gian mẫu chính là tập hợp các kết quả của phép thử được ký hiệu là omega. Chẳng hạn như tung một con xúc xắc thì tập hợp các kết quả của phép thử xảy ra mà có chấm là mặt 1 chấm, 2 chấm, 3 chấm, 4 chấm hoặc là 5 chấm thì cái này là không gian mẫu. Rồi, 3 là biến cố thì được ký hiệu bằng các chữ cái, ký hiệu là A, B, C. Cái này là tập con của không gian mẫu. Giả sử vẫn là bài toán tung xúc xắc, tung một con xúc xắc lên và người ta có thể gọi biến cố A là biến cố xuất hiện mặt một chấm. Vậy thì cái biến cố xuất hiện mặt một chấm cũng là một tập con, tức là một trường hợp của các mặt có chấm từ 1 chấm đến 6 chấm. Nên biến cố này được gọi là tập con của không gian mẫu omega. Đây là những khái niệm rất là quan trọng mà chúng ta cần phải nắm được. Hai La Mã. Định nghĩa cổ điển. Định nghĩa cổ điển của xác suất. Định nghĩa cổ điển của xác suất cho phép thử A có không gian mẫu là omega
mẫu omega. Thì xác suất của biến cố A so với thử T, phép thử T không là mẫu omega, xác suất của biến cố A là ký hiệu là PA bằng độ lớn của omega A chia cho độ lớn của omega. Trong đó thì cái độ lớn omega A này là các khả năng có lợi cho biến cố A, còn đây là số phần tử của không gian mẫu, trong đó omega A là các khả năng thuận lợi cho biến cố A. Còn độ lớn của omega là số phần tử của không gian mẫu. PA bằng độ lớn omega A chia cho độ lớn omega. Trong đó omega A là các khả năng thuận lợi cho biến cố A, còn cái độ lớn của omega gọi là số phần tử của không gian mẫu. Thế có một ví dụ để chúng ta hiểu ngay cái định nghĩa này. Ví dụ một tổ có 10 người gồm 4 nam 6 nữ, chọn 3 người bất kỳ, tính xác suất để A nhỏ, 3 người được chọn là nam, B nhỏ, 3 người được chọn là nữ. Một tổ có 10 người gồm 4 nam và 6 nữ, chọn 3 người bất kỳ, tính xác suất để A 3 người được chọn là nam, B 3 người được chọn là nữ. Vậy chúng ta giải quyết như sau ạ. Thì chọn 3 người từ 10 người nên số phần tử không gian mẫu là C3 của 10. Ta chọn bất kỳ mà. Chọn 3 người bất kỳ từ 10 người nên số phần tử không gian mẫu chính là số cách chọn 3 người từ 10 người là C3 của 10. Bây giờ chúng ta mới sang cái câu đầu tiên là câu A. À, ta gọi A là biến cố chọn được 3 người là nam. Vì chọn 3 người là nam nên ta hiểu rằng là chọn 3 người trong 4 người. Vậy thì số khả năng thuận lợi cho biến cố A là C3 của 4. Chọn 3 người từ 4 người nên là 3 người trong 4 bạn nam thì số 4 người nam thì số khả năng thuận lợi biến cố A là C3 của 4. Vậy thì xác suất của A là xác suất của biến cố A là P của A bằng số khả năng thuận lợi biến cố A là C3 4 chia cho số phần tử không gian mẫu là C3 của 10. Cái này chúng ta có thể dùng hoàn toàn bằng máy tính giúp chúng ta điều này. Đây, chúng ta có thể dùng là C3 của 4
3 chia cho 10 bằng 1/30. Ra máy tính chúng ta bấm B. Thì xác suất biến cố B là chọn được 3 người đều là nữ thì ta gọi B là biến cố chọn được 3 người là nữ. Chọn 3 người là nữ thì ta phải chọn 3 người trong 6 người. Vậy thì số khả năng thuận lợi cho biến cố B là C36. Ta chọn 3 người trong 6 người, C36. Vậy thì số khả năng thuận lợi cho biến cố B là C36. Số phân tử không dân mẫu là C3 của 10. Ta có ngay cái tỷ số C36 nhân C3 10 chính là xác suất của B. Xác suất của biến cố B là PB bằng C36 chia cho C310. Cũng tương tự chúng ta bấm máy tính thôi. Đây, C3 của 6 chia C310 bằng 1/6. Như vậy là cái quy trình để làm một bài xác suất là chúng ta phải tìm số phân tử không dân mẫu trước, sau đó chúng ta tìm số khả năng thuận lợi cho biến cố A. Vậy bản chất đây là bài toán chọn thôi. Nếu em chọn đúng thì em tính xác suất sẽ đúng. Ngay sau đây chúng ta sẽ tiếp tục sang phần ba la mã là các cái quy tắc tính xác suất. Chúng ta tiếp tục sang phần ba la mã. Ba la mã là các quy tắc tính xác suất. Một nhỏ là quy tắc cộng. Quy tắc cộng cho A và B là hai biến cố xung khắc. Biến cố xung khắc được giải thích như này: nếu A đã xảy ra thì B không xảy ra, nếu B xảy ra thì A không xảy ra, gọi là hai biến cố xung khắc. Thế thì xác suất của biến cố A hoặc B là P của A hợp B bằng PA cộng PB. A và B là hai biến cố xung khắc thì xác suất biến cố A hoặc B được tính là PA cộng với PB. Chúng ta sẽ có ví dụ để các em hiểu ngay. Ví dụ cho 10 viên bi gồm có 3 bi đỏ, 7 bi xanh, chọn 3 viên bi, tính xác suất để 3 viên bi có cả hai màu. Cho 10 viên bi mà gồm 3 bi đỏ và 7 bi xanh, chọn 3 viên bi, tính xác suất để 3 viên bi có cả hai màu. Đầu tiên chọn 3 viên bi từ 10 viên bi nên là số phân tử không dân mẫu là C3 của 10. Trước hết là số phân tử của không dân mẫu là C310. Số phân tử không dân mẫu là C310. Đây là chọn viên bi để có cả hai màu. Chọn 3 viên bi
mà có cả hai màu thì chỉ sẽ hai trường hợp thôi. Trường hợp thứ nhất là một viên bi đỏ và hai viên bi xanh. Trường hợp thứ hai là hai viên bi đỏ, một viên bi xanh. Thế là hết. Có hai trường hợp, có nghĩa là hoặc đã xảy ra trường hợp một bi đỏ, hai bi xanh thì không thể thể xảy ra trường hợp hai bi đỏ, một bi xanh được. Cho nên trường hợp này chúng ta dùng cái quy tắc cộng. Gọi A, gọi A là biến cố chọn 3 bi mà đủ 2 màu. Gọi A là biến cố chọn 3 bi mà đủ 2 màu. Thì có trường hợp thứ nhất là trường hợp 1. Trường hợp 1 là 2 bi đỏ, 1 bi xanh. Thì có chọn 2 bi đỏ từ 3 bi đỏ là C2 của 3. Chọn 1 bi xanh trong 7 bi xanh là nhân với C1 của 7. Vì đây là quy trình chọn 2 viên một hai viên bi đỏ và bi xanh trong một trường hợp, nên là quy tắc này là quy tắc nhân. Nhưng mà trường hợp thứ hai, trường hợp 2 là 1 bi đỏ, 2 bi xanh. Thì có 1 bi đỏ trong 3 bi đỏ là C1 của 3. 2 bi xanh trong 7 bi xanh là C2 của 7. Vậy thì đây là hai trường hợp, nên theo quy tắc là chúng ta cộng với nhau thôi. Vậy suy ra số khả năng thuận lợi cho biến cố A là C23 nhân C17 cộng với C13 nhân C27. Số phân tử không gian mẫu chúng ta có rồi là C310. Còn số khả năng thuận lợi cho biến cố A đây rồi, nên ta lập tỷ số là ra xác suất thôi. Vậy thì xác suất của biến cố A là PA bằng tử là C23 C17 cộng với C13 C27 chia cho C3 của 10. Vậy thì PA bằng, cái này chúng ta chỉ máy tính ra bấm thôi là xong ngay thôi. Việc chúng ta có máy tính là rất thuận lợi rồi. Đây, 3 C2 nhân với 3 C1 này cộng với 3 C1 nhân với, xin lỗi, đây là 7 này, rồi đây là 7 2 này chia cho 10. Máy tính cũng cho chúng ta được 7/10. Cho dùng máy tính chúng ta bấm, không được gì phải tính tay cả. 7/10. Tóm lại ở cái bài tập này thì xác suất để 3 viên bi có cả hai màu là 7/10. Chúng ta tiếp tục sang cái phần quy tắc nhân. Quy tắc nhân hai nhỏ. Quy tắc nhân của chúng ta thì đầu tiên chúng ta cùng lưu ý A và B là hai biến cố độc lập. Thầy giải thích luôn ạ. Hai biến cố độc lập là hai biến cố mà việc xảy ra biến cố này không ảnh hưởng tới cái khả năng xảy ra biến cố còn lại. Như vậy là khả năng xảy ra biến cố A không ảnh hưởng đến khả năng xảy ra biến cố B. Khả năng xảy ra biến cố B cũng không ảnh hưởng đến khả năng xảy ra biến cố A. Thì A và B được gọi là hai biến cố độc lập. Khi đó thì xác suất của biến cố A và B là P của A nhân B bằng PA nhân PB. Xác suất của biến cố A và B là P của A nhân B thì bằng PA nhân với cả PB. Và chú ý A và A ngang là hai biến cố đối nhau
thì P của A ngang sẽ bằng 1 trừ đi PA. A và A ngang đối với nhau, trường hợp này nói việc là xảy ra hay không xảy ra A. Thì biến cố đối thì bằng 1 trừ biến cố của PA. Cái này chúng ta có tác dụng nhiều đấy ạ. Ví dụ hai xạ thủ mỗi người bắn một viên đạn vào bia, cái xác suất chúng bia của xạ thủ 1 là 0,8. Xác suất chúng bia của xạ thủ 2 là 0,7. Câu A nhỏ, tính xác suất để hai viên đạn đều trúng bia. Tính xác suất để cả hai viên đạn đều trúng bia. Thế ở trường hợp này thì có lẽ chỉ cho một câu hỏi để chúng ta làm quen dần. Tính xác suất để cả hai viên đạn đều trúng bia. Cái xạ thủ thứ nhất và xạ thủ thứ hai cùng bắn vào mỗi người bắn một viên. Cho nên là cái xác suất của xạ thủ thứ nhất và xạ thủ thứ hai nó hai biến cố nó độc lập với nhau. Và để mà hai viên đạn cùng trúng bia đồng nghĩa việc là xạ thủ thứ nhất bắn trúng và xạ thủ thứ hai cũng bắn trúng. Nên chúng ta có thể gọi này. Gọi A là biến cố xạ thủ 1 bắn trúng thì đây là PA đề bài cho rồi, 0,8. Còn gọi B là biến cố xạ thủ thứ hai bắn trúng thì PB có rồi ạ, 0,7. Và A và B, A nhân B là biến cố hai viên đạn đều trúng đích. Vì A và B là hai biến cố độc lập nên suy ra xác suất của biến cố A nhân B thì bằng PA nhân PB bằng 0,8 nhân 0,756. Vậy thì ở đây chúng ta có ngay được cái kết quả như này, PA nhân PB. Nó không có gì quá khó khăn. Chúng ta cố gắng lưu ý là việc mà chúng ta lập luận là do A và B là hai biến cố độc lập nên là biến cố, cái xác suất của biến cố A và B có nghĩa là áp dụng cái tăng nhân bằng PA nhân PB, chúng ta có ngay cái xác suất cần tìm. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ sử dụng cái quy tắc vừa rồi để làm một số bài tập để củng cố cái khả năng tính xác suất của chúng ta. Chúng ta sẽ luyện tập bằng một số bài tập sau đây. Bài số 1, một bài rất phổ biến này. Một hộp có 12 viên bi, 7 bi đỏ và 5 bi xanh. Chấm. Lấy ngẫu nhiên ba viên bi, tính xác suất A nhỏ
A nhỏ là lấy được ba bi đỏ. B nhỏ lấy được ít nhất một bi xanh. Thì chúng ta bắt đầu làm thử. Ba bi đỏ thì chúng ta cũng gọi vừa rồi thôi, thì gọi omega là các khả năng chọn ba bi từ 12 bi. Thì suy ra cái độ lớn không gian mẫu hay là số phần tử đấy ạ, có nhiều lớp thì trình bày kiểu này là C312. Tóm lại là số phần tử không gian mẫu là C312. Bây giờ chúng ta xử lý từng câu cụ thể. Bắt đầu câu A. Câu A nhỏ thì gọi A là biến cố chọn được ba bi xanh. Thì suy ra là số khả năng thuận lợi cho biến cố A là chọn ba mà đây là ba bi đỏ, xin lỗi, ba bi đỏ chọn ba bi đỏ, chọn ba bi đỏ trong 7 bi đỏ nên số khả năng thuận lợi biến cố A là C3 của 7. Vậy thì xác suất của biến cố A là PA bằng số khả năng thuận lợi biến cố A là C37 chia cho số tất cả các cái số phần tử không gian mẫu là C312. Vâng, chúng ta có máy tính trên tay rồi, ta chỉ cần bấm thôi. C37 chia cho C312 bằng 7/44. Chúng ta có thể để là phân số hoặc là để số thập phân thì tùy theo yêu cầu ở trên lớp. Câu B là ít nhất được một bi xanh. Thì chúng ta gọi B là biến cố chọn được ít nhất một bi xanh trong ba bi. Thế trình bày hai cách làm, một cách làm trực tiếp, cách làm tính số khả năng của B một cách trực tiếp. Thế thì các khả năng chọn được ít nhất một bi xanh là các khả năng chọn được ít nhất một bi xanh là trường thứ nhất là một bi xanh và hai bi đỏ, trường hợp một xanh hai đỏ, có một xanh trong năm xanh nên C1 của 5, hai đỏ trong 7 đỏ là C2 của 7. Trường 1 là 1 xanh 2 đỏ thì có C1 5 nhân cả C2 7. Trường hợp 2 là 2 xanh 1 đỏ thì có C2 5 nhân C1 7. Cách là cách chọn. Trường hợp thứ ba là ba bi xanh. Ba bi xanh thì có C3 của 5. Cách chúng ta phân tích điều này ạ, các khả năng chọn được ít nhất một bi xanh là vì chọn ba bi mà ít nhất một bi xanh thì trường hợp 1 là có một bi xanh, trường hợp 2 là có 2 bi xanh và trường hợp 3 là có cả 3 bi xanh.
Vậy trường hợp 1 là một bi xanh thì phải ra có 2 bi đỏ, vì có tổng số 3 bên bi mà. Trường hợp 2 là 2 bi xanh thì chỉ có một bi đỏ thôi. Trường hợp 3 mà đã 3 bi xanh thì không bi đỏ nào. Vậy một xanh là chọn một viên xanh trong 5 viên xanh là C1 của 5. Chọn 2 viên đỏ trong 7 viên đỏ là C2 của 7. Trường hợp 2 là 2 bi xanh thì là C2 của 5 nhưng mà C1 của 7. Và nếu chọn 3 bi xanh thì chọn cả 3 bi trong 5 bi xanh là C3 của 5. Từ đó chúng ta sẽ có được là số khả năng thuận lợi cho biến cô A biến cô B là C15 nhân C27 cộng C25 C17 cộng C35. Thế đây là số khả năng thuận lợi biến cô B. Và từ đó ta có xác suất của biến cô B là xác suất của biến cố B là PB mà tử là C15 C27 cộng với C25 C17 cộng với C25 C35 C35 chia cho mẫu là số khả năng chọn 3 viên bi từ 12 viên C3 của 12. Cái việc này bấm máy tính chúng ta tự giải quyết. Như vậy là xong. Máy tính tự bấm ra. Nhưng thầy muốn nói cách 2. Cách 2. Nhiều người thường sử dụng cách 2 là cách sử dụng phần bù. Thế cách sử dụng phần bù thì nó có cái thuận lợi này. B là biến cố chọn được ít nhất một bi xanh thì cái biến cố đối của nó B ngang ấy là không có bi xanh nào. Vậy cách 2 ta gọi B ngang là biến cố chọn 3 bi mà không có bi xanh. B ngang là biến cố chọn 3 bi mà không có bi xanh. Thì chúng ta có là chọn 3 bi không bi xanh thì số khả năng thuận lợi cho biến cố B là chọn 3 bi mà không có bi xanh đồng nghĩa việc là chọn cả 3 bên bi màu đỏ C3 của 7. Thì từ đó suy ra P của B ngang bằng C37 chia C3 của 12 bằng, các em chúng ta tính được C37 chia C3 12 chính là chọn 3 bi đỏ chúng ta vừa tính rồi, 7/44 vừa tính ở câu A đấy ạ. Vậy thì suy ra PB cần tìm bằng 1 trừ đi P của B ngang thì chúng ta có ngay là 1 trừ đi đây ạ, 7/44 chúng ta 37/44. Cách thứ hai này thì nhiều người lựa chọn hơn vì sử dụng cách làm bằng phần bù giúp cho bài toán trở nên đơn giản và cái kỹ năng tính nó cũng tất cả những việc mà chúng ta tính toán nó ngắn gọn hơn. Nhiều trường hợp mà cái từ ít nhất này vận dụng trong khi mà ta chia cách làm trực tiếp không phải là 3 trường hợp mà số lượng trường hợp nhiều hơn thế thì cách 1 là cách rất dài, cách 2 là chúng ta cần làm quen dần. Như vậy vừa rồi chúng ta đã vừa làm bài số 1, ngay sau đây chúng ta tiếp tục sang bài số 2. Chúng ta sang bài số 2. Trong 100 vé xổ số, có 1 vé trúng 100.000, 5 vé trúng 50.000 và 10 vé trúng 10.000. Một người mua ngẫu nhiên 3 vé, tính xác suất để A nhỏ, người đó trúng thưởng là 30.000, B nhỏ, người đó trúng thưởng 200.000. Trước hết chúng ta nói về số phần tử không gian mẫu. Vì chọn 3 vé trong 100 vé nên là số phần tử không gian mẫu là C3 của 100. Chúng ta làm những điều này trước đã. Thứ nhất là số phần tử của không gian mẫu là C3 100. Đây là câu A.
Để mà người đó mua 3 vé mà trúng 30.000 thì chỉ có mỗi một cái phương án là người đó phải mua được 3 vé ở 10 vé trúng 10.000. Thì cái người đó cũng mới được trúng 30.000. Xét lại 3 vé mà để trúng 30.000 thì chỉ xảy ra một cái khả năng là mua được 3 vé trong cái lô vé là 10 vé, mỗi vé trúng 10.000. Nên là A, gọi A là biến cố người đó trúng thưởng. Trúng thưởng 30.000 đồng. Thì cái này suy ra là người đó mua được 3 vé, mỗi vé trúng 10.000. Trúng 10.000. Vậy thì suy ra được là số khả năng thuận lợi cho cái biến cố A là C3 của 10. 3 vé trong 10 vé trúng 10.000 nên là số khả năng thuận lợi biến cố là C3 10. Tóm lại xác suất cần tính là xác suất của biến cố A là PA bằng C3 10 chia C3 100. Thì việc đó chúng ta thử bằng máy tính. Tỷ số của cái số khả năng thuận lợi biến cố A chia cho số phân tử không gian mẫu chính là xác suất. B là người đó trúng thưởng 200.000. Thì ta gọi B là biến cố người đó trúng trúng thưởng 200.000. Gọi B là biến cố người đó trúng thưởng 200.000. Mua 3 vé mà để trúng thưởng 200.000 thì chúng ta sẽ xảy ra có một khả năng thôi, là người đó mua được một vé trúng thưởng 100.000 và mua được hai vé mỗi vé trúng thưởng 50.000. Thì chúng ta có là suy ra người đó mua được một vé trúng 100.000 và hai vé trúng 50.000. Vậy thì số khả năng thuận lợi cho biến cố B là mua được một vé trúng thưởng 100.000 là C1 của 1, chọn một trong một C1 của 1. Còn mua hai vé trúng thưởng 50.000 thì có số cách chọn là C2 của 5. Vì có 5 vé trúng thưởng 50.000 mà để ta chọn được hai vé trúng thưởng 50.000 thì là nó là C2 của 5. Vậy từ đó suy ra xác suất của biến cố B là PB bằng C1 của 1 C2 5 chia cho C3 100. Việc này chúng ta bấm máy tính là xong thôi. Tóm lại ở những cái cách thức này chúng ta cùng nhau nhớ lại, đó là để tính được xác suất thì em phải tìm được số khả năng thuận lợi cho biến cố đó là trên tử đây, chia cho tổng số cách chọn ngẫu nhiên, có nghĩa là số phân tử không gian mẫu là C3 của 100. Bài tập như thế này cũng là một bài tập mà chúng ta cũng cần phải lưu ý trong quá trình mà học, thì nhiều bài tập mà cần phải tư duy xem là để mà xảy ra trường hợp như thế này thì cần phải chọn sao cho cách chọn nó phù hợp. Tiếp theo chúng ta sẽ sang bài số 3. Chúng ta sang bài số 3. Gieo đồng thời hai con xúc xắc, tính xác suất để A nhỏ là tổng số chấm xuất hiện là 9, B nhỏ là số chấm hai con trên hai con xúc xắc là hơn kém nhau là 2. Trước hết là gieo hai con xúc xắc thì số phân tử không gian mẫu là bao nhiêu? Chúng ta biết rằng là mỗi con xúc xắc có 6 khả năng xuất hiện mặt có chấm.
Vậy con xúc giác thứ nhất là có 6 khả năng, con xúc giác thứ hai có 6 khả năng, nên là số khả năng xuất hiện mặt có chấm của hai xúc giác là 6 x 6 bằng 36. Vậy đầu tiên chúng ta có là số phần tử không tận mẫu, số phần tử không tận mẫu khi gieo hai con xúc giác là 6 x 6 bằng 36. Xin nhắc lại là con xúc giác thứ nhất có 6 khả năng xuất hiện mà có chấm. Con xúc giác thứ hai cũng 6 khả năng xuất hiện. Nên là số phần tử của tân mẫu là 6 x 6 bằng 36. Bây giờ ở cái A nhỏ là xuất hiện tổng số chấm là 9. Thì vì số chấm của con xúc giác nó có từ 1 chấm đến 6 chấm, nên là bộ số mà tổng hai số bằng 9 từ 1 đến 6 chúng ta có là 3663 4554. Đây là các khả năng, khả năng mà tổng số chấm là 9, gồm có này 3663 4554, hoặc là có 4 khả năng thôi, không có trường hợp khác. Như vậy là chúng ta chỉ cần gọi A là biến cố tổng số chấm xuất hiện là 9, thì suy ra là số khả năng thuận lợi cho biến cố A là 4. Thì chúng ta vừa liệt kê là 1, 2, 3, 4. Từ đó suy ra xác suất của biến cố A, PA sẽ bằng 4 phần 36 1 phần 9. Vậy trường hợp thứ nhất là tổng số xuất hiện là 9 thì chúng ta sẽ có được xác suất cần thiết là 1 phần 9. B là số chấm xuất hiện trên hai xuất sắc là hơn kém 2, thì chúng ta có B. Chúng ta gọi B là biến cố số chấm xuất hiện hơn kém 2. Chúng ta liệt kê được ngay hơn kém 2 thì các khả năng gồm có, thứ nhất là 1, 3 thì có đảo lại ngay 3, 1, 2, 4 thì có 4, 2, 3, 5 thì có 5, 3, 4, 6 và 6, 4. Như vậy là những cái số chấm xuất hiện mà hơn kém nhau 2 gồm có 1, 3, 3, 1, 2, 4, 4, 2, 3, 5, 5, 3, 4, 6, 6, 4. Kem lưu ý trong trường hợp nếu như bài toán xác suất mà có hai cái chấm này giống nhau thì chúng ta không thể lặp lại nữa. Ví dụ như là 4, 4 thì không thể nào lặp lại 4, 4 nữa cả. Trong trường hợp là hai số khác nhau ta mới tính hai khả năng. Còn nếu như giống nhau thì ta chỉ tính là một thôi. Chẳng hạn như là 3, 3 thì vẫn chỉ tính là 3, 3 thôi, không tính là một cái 3, 3 nữa. Nhớ như vậy. Tóm lại là có 8 khả năng thuận lợi cho biến cố B. Từ đó suy ra PB bằng 8 phần 36. Chúng ta có thể bấm máy tính ra kết quả cuối cùng là bao nhiêu đó. Thì bài toán gieo xúc sắc này cũng là bài toán mà chúng ta cần phải lưu ý, là bởi vì nó có nhất đảo nhau, hai con xúc sắc giống nhau mà. Cho nên vì vậy là 1, 3 thì sẽ có thêm 3, 1, tính theo xác suất con này con kia. Ngay sau đây chúng ta tiếp tục sang cái bài tập thứ tư, bài tập số 4. Bài số 4. Bài 4 cho 10 tấm thẻ đánh số từ 1
đến 9. Chọn ngẫu nhiên 2 tấm thẻ. Tính xác suất để tích 2 số trên 2 tấm thẻ là số chẵn. Đầu tiên có 10 tấm thẻ đánh số từ 1 đến 9 mà chọn ngẫu nhiên 2 tấm thẻ thì chọn ngẫu nhiên 2 tấm thẻ từ 10 tấm thẻ đấy là số phân tử không gian mẫu là C2 của 10. Thế nghĩa là số phân tử không gian mẫu là C2 của 10. Tiếp theo gọi A là biến cố mà tích 2 số trên thẻ là chẵn. Chúng ta biết rằng là tích của 2 số là chẵn khi xảy ra khi mà 2 số đó cùng là số chẵn, hoặc là trong 2 số đó có 1 số chẵn và 1 số lẻ. Vậy có 2 trường hợp này thôi ạ. Trường hợp thứ nhất là đây 2 số đều chẵn. Các em biết là từ 1 đến 9 thì có số 2, 4, 6, 8 là số chẵn, phải có 4 số. Mà muốn chọn được cả 2 số đều chẵn là ta chọn C2 của 4. Đây là 1 số lẻ. Trường hợp 2 là 1 số lẻ, 1 số chẵn. 1 chẵn. Thì có chọn 1 số lẻ trong 6 số lẻ, C1 của 6. Chọn 1 số chẵn trong trong 4 số chẵn là C1 của 4. Vậy tóm lại là số khả năng thuận lợi cho biến cố A là C24 cộng với C16 nhân C14. Từ đó chúng ta có xác suất của biến cố A là PA bằng C24 cộng với C16 nhân C14 chia cho C2 của 10. Thì ra ngay kết quả thôi. Bây giờ chúng ta bấm máy tính. Các em thân mến, như vậy là với một tiết học với cái thời lượng khá là dài, ở đây thầy muốn gửi gắm chúng ta một điều rằng là việc tính xác suất chẳng qua là nắm được quy tắc. Thứ hai nữa là đếm chính xác. Ngày hôm nay chúng ta đã có một tiết học với rất là nhiều nội dung liên quan đến lý thuyết và những bài tập thực hành vận dụng lý thuyết đó. Hy vọng rằng với cái tiết học này thì giúp các em có thể vận dụng tốt trong cái bài thi học kỳ sắp tới. Đến thời điểm này, tiết học xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các em ở tiết học sau.